Ăn gì giúp tăng chiều cao luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Hiện nay trên thị trường tràn lan những thực phẩm được quảng cáo giúp trẻ tăng chiều cao. Tại đây chúng tôi sẽ giúp cha mẹ giải đáp vấn đề này. Các nghiên cứu đã chỉ ra, chiều cao chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi năm yếu tố chủ yếu sau. Đó là Di truyền, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và môi trường sống. Ba mẹ vẫn lầm tưởng đây là yếu tố chính chi phối chiều cao của trẻ. Tuy nhiên, sự thật là di truyền chỉ chiếm khoảng 23% chiều cao tiềm năng của bé. Bởi vậy, ba mẹ nếu có chiều cao khiêm tốn cũng đừng quá lo lắng nhé. Chiều cao của trẻ sau này có thể được cải thiện nhờ chế độ ăn uống và vận động. Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện tới 32% khả năng tăng chiều cao ở trẻ. Yếu tố này ba mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ cho bé từ những ngày đầu đời. Cần chú ý tới tính đầy đủ, cân đối và đa dạng của khẩu phần bé được cung cấp đủ về chất và đảm bảo về lượng sẽ phát triển toàn diện hơn. Cung cấp đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn là phương pháp an toàn để tác động đến khả năng phát triển chiều cao của con. Bởi nguồn canxi, vitamin, nguyên tố vi lượng trong thực phẩm là vừa đủ với nhu cầu của trẻ nhỏ. Đồng thời nếu mẹ nắm bắt được các giai đoạn chính trong quá trình tăng trưởng chiều cao thì việc bổ sung dinh dưỡng sẽ mang lại hiệu quả vượt trội. Vậy nên cho bé ăn gì giúp tăng chiều cao? Tại đây, chúng tôi sẽ gợi ý một số loại thực phẩm tốt cho việc cải thiện chiều cao của trẻ nhỏ. Một là sữa và chế phẩm từ sữa. Đây là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hỗ trợ bé tăng chiều cao. Chúng cung cấp khẩu phần canxi dồi dào và dễ hấp thu, một đơn vị sữa cung cấp 100mg canxi tương đương với 100g sữa chua hoặc 15g phô mai. Canxi từ sữa được ví như những viên gạch đặt nền móng cho chiều cao của bé. Nhu cầu canxi rất cao khi trẻ ở các giai đoạn như bào thai, dưới 2 tuổi và giai đoạn dậy thì. Bởi vậy ba mẹ hãy thêm đầy đủ sữa và chế phẩm vào khẩu phần để bé tăng tối ưu chiều cao nhé. Hai là thực phẩm dầu lysine. Lysine là một trong 9 axit amin thiết yếu cần cho sự tạo xương của bé. Ngoài ra lysine cũng thúc đẩy quá trình hấp thu canxi, kẽm và sắt. Lysine được khuyến cáo nên bổ sung từ giai đoạn sơ sinh trong thực phẩm lysine có chủ yếu ở thịt bò, thịt gà, tôm, trứng, cá ngừ, đậu nành ba là thực phẩm giàu kẽm kẽm giúp tăng cường hấp thu tăng tổng hợp protein kích thích ăn ngon và tăng trưởng thiếu kẽm làm bé không phát triển tối ưu được tiềm năng chiều cao nguy hiểm hơn có thể làm rối loạn phát triển hệ xương bé chậm tăng trưởng kẽm có nhiều trong chủ yếu nhóm hải sản như hầu, lươn, cá hồi, thịt bò, thịt lợn, trứng và sữa khẩu phần ăn dầu kẽm sẽ giúp cải thiện và hỗ trợ quá trình tăng cao ở bé thứ tư là vitamin k vitamin k là bạn đồng hành cùng vitamin d trong quá trình chuyển hóa canxi và xây dựng tế bào xương cho bé bởi vậy để giúp bé tăng cao ba mẹ hãy chọn sản phẩm có chứa cả vitamin d và vitamin k ngoài ra vitamin k còn là chất trung gian điều hòa hàm lượng canxi trong cơ thể vitamin k có nhiều trong rau bina súp lơ cải xanh kiwi quả bơ để có thể hấp thu được hết các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày thì trẻ cần có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khi đó, quá trình tiêu hóa và hấp thu sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Vì thế, nhiều cha mẹ đã tìm đến giải pháp bổ sung men tiêu hóa và lợi khuẩn đường ruột cho con. Amano Enzyme Gold là một trong những sản phẩm được nhiều bà mẹ tin dùng trong việc tăng cường sức khỏe đường ruột cho trẻ. Bởi sản phẩm có chứa hàng tỷ lợi khuẩn cùng với các enzyme thiết yếu. Chúng thực sự là cánh tay đắc lực giúp trẻ tiêu hóa và hấp thu thức ăn dễ dàng hơn. Bên cạnh việc ăn uống thì cha mẹ cũng cần tập cho trẻ các thói quen giúp tăng chiều cao. Chẳng hạn như ngủ đủ giấc và đúng giờ, vận động thường xuyên, ngồi học đúng tư thế. Đồng thời cha mẹ cũng nên cho trẻ đi khám sức khỏe định kỳ. Điều này rất cần thiết, các bác sĩ sẽ cho bạn biết các vấn đề về sức khỏe của trẻ và đưa ra các lời khuyên tốt về vóc dáng của con. Mong con cao lớn khỏe mạnh là ước muốn của tất cả các bậc phụ huynh. Giúp con cao lớn ngay cả khi tiềm năng di truyền không được tốt là điều hoàn toàn có thể. Hy vọng những chia sẻ của chuyên gia sẽ giúp cha mẹ trả lời được câu hỏi ăn gì giúp tăng chiều cao tối ưu ở trẻ. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo